quạ và cáo Ba tư Một con quả nọ làm tổ trên cây du ở trong rừng quạ định đẻ con, nuôi con và dạy chúng bay trên cây đó Ít lâu sau quả đẻ được khoảng 5-6 trứng 21 ngày qua nằm ấp trứng và sang ngày thứ 22 Thì trứng nở ra những chú quả non Quả mẹ bận tối mắt tối mũi Ngày nào cũng phải bay khắp nơi để kiếm thức ăn cho lũ con những chú quả non lớn rất nhanh, mình đã phủ lông tơ và bắt đầu học nói liếu lo. Cách đó không xa là hang cáo già đại biệt. Cáo già nghe thấy tiếng chim chíp của lũ quả non liền nghĩ bụng. Đây chính là thức ăn cho ta. Và cáo liền nghĩ ra đủ thứ mưu mẹo để cốt sao chén ít nhất là một đôi chim non. Trèo lên tận tổ quả thì cáo không làm được vì cao quá. Nó đi sụp sạo khắp chung quanh và tìm được ở rìa làng một cái mũ dạ cũ và nó cũng xoáy được một cái cưa cùn của người làm vườn. Một buổi sáng, trong lúc quả mẹ chưa bay khỏi tổ, cá già đi lại chỗ cây du và lấy cưa ra cưa. Từ đằng xa, quả đã nhìn thấy cáo. Khi tiếng cưa gỗ có két vang lên, quả thò đầu ra khỏi tổ hỏi. Có chuyện gì thế? Chả có chuyện gì cả, tôi là người coi rừng tôi muốn hạ cái cây này cáo đáp quạ bèn nói với cáo trên cây này có tổ của tôi trong tổ đang có chim non cáo đáp cô có lỗi cô chưa được phép tôi mà đã tự tiện làm tổ và sinh con đẻ cái trên cây của tôi bây giờ tôi sẽ hạ cây này từ giờ trở đi cô phải biết rằng cây nào cũng có chủ nhân quạ bèn van xin cáo Xin ông chờ cho mấy ngày nữa để lũ con tôi cứng cáp cái đã. Một giờ cũng sẽ không chờ. Cáo đáp. Quả không có cách nào khác hơn là năn nỉ vật này. Thưa ông, xin ông đừng làm tôi trở thành kẻ bất hạnh. Tôi chẳng còn chỗ nào để chuyển đi cả. Ông làm phúc hoãn cho tôi ba ngày nữa để các con tôi biết bay, rồi tôi sẽ trả cây lại cho ông. Bằng những lời lẽ ấy, cô cũng không làm tôi mũi lòng được đâu. Cáo nói, Cây của tôi, tôi muốn chặt lúc nào thì chặt. Hai bên cứ đôi co mãi, và cuối cùng đi đến quyết định là để được hoãn 2-3 ngày, quả sẽ quẳng cho cáo một con quả con. Quả không cầm được nước mắt khi phải dứt ruột tự tay quẳng một đứa con nhỏ dại cho cáo. Cáo già đại biệp ăn ngấu nghiến con quả rồi đi về nhà, cáo ta hả lòng hả dạ vì mưu kế của mình đã thành công. Nó cảm thấy rằng bằng cách đó nó có thể ăn thịt hết tất cả chim muông làm tổ trong rừng. Hôm sau, con ác là hàng xóm bay sang thăm quạ. Ác là thấy quạ mặt mày râu rỉ bèn hỏi. Có chuyện gì thế? Quạ kể cho ác là nghe đầu đuôi câu chuyện. Ác là nói. Cậu ngốc lắm. Không bao giờ người gác rừng lại đi chặt cây xanh mơn mởn lần sau hắn đến, cậu chỉ cho tới xem mặt mũi lão gác rừng ấy ra sao. Hôm sau, cáo quen mùi lại vác cưa, đội chiếc mũi dạ và đi đến chỗ cây du. Cáo chưa kịp tới gần thì quả đã bay sang nhà ác là. Ác là đậu trên cây nhìn kỹ người gác rừng và nói Trời, đồ ngốc! Đó chính là tên cáo xảo quyệt. Cậu đừng sợ cái mũi dạ và cái cưa cùn. Đó không phải là người gác rừng đâu cậu cứ bay về đi và nếu như hắn dọa chặt cây thì cậu hãy nói Được thôi, cứ cưa đi. Đời thủa nào tên cáo nhép lại đủ sức hạ nổi cái cây to tướng đó. Chỉ có người tiều phu khỏe như vâm mới có thể cưa đổ cái cây đó bằng một cái cưa sắt có hai tay cầm. Quả trở về tổ, còn cáo thì dí cái cưa sát vào thân cây. Quả nhìn xuống phía dưới hỏi Anh là ai và đang làm gì đấy? Ta là người gác rừng, ta muốn hạ cái cây này, còn cô thì hãy mau mau rời khỏi đây. Tổ của tôi ở đây, tôi sẽ không đi đâu cả. Quả đáp, mi không phải là người gác rừng và mi sẽ không thể làm gì được hết. Nếu mi muốn hạ cây thì cứ cưa đi xem nào. Cáo thấy từ hôm qua đến nay quả đã thay đổi hẳn. Hôm qua nó còn khóc lóc vang xin, thế mà hôm nay nó lại dám ăn nói hỗn xược. Cáo hiểu rằng có ai đó đã bày cho quả biết, bèn nói. Ta sẽ để cho mi yên ổn với một điều kiện là hãy cho ta biết kẻ nào đã nói với mi rằng ta không phải là người coi rừng và ta sẽ không thể cưa nổi cái cây này. Quả đã dại dột đi tối giác ác là. Cáo nghĩ bụng. Được, ta sẽ cho ác là biết tay để nó nhớ đời. Mấy hôm sau, cáo chui xuống vũng bùn lấy bùn xoa khắp người rồi đến nằm duỗi thẳng cẳng dưới gốc cây nơi ác là làm tổ bất cứ ai nhìn thấy cáo cũng nghĩ nó đã chết rồi ác là liền mấy vòng ở bên trên nhưng cáo không nhúc nhích ác là nghĩ bụng đúng là nó tắt thở rồi ta sẽ moi hai mắt nó ra ác là bay xuống chỗ cáo nằm đầu tiên mổ vào mạng sườn cáo nhưng cáo vẫn nằm im thinh thít ác là bèn đậu lên đầu cáo và định moi mắt nó ra. Nhưng nhanh như cắt, cáo đã ngoạm trúng ác là và giữ chặt lấy nó. Ác là thấy tình thế nguy ngập bèn nói với cáo. Dĩ nhiên là bác có thể xé xác tôi bởi vì tôi dạy khôn cho tất cả các loài chim. Nếu như tôi kết bạn với bác thì tôi cũng có thể dạy bác mỗi ngày bắt được hai con chim. Bác sẽ là bạn của tôi. Tôi sẽ dạy bác nhiều thứ khiến cho bác sẽ sống rất sung sướng cáo nghĩ bụng, đây là con ác là thông minh, chơi thân với nó chỉ có lợi. Ta sẽ kết bạn với nó và mỗi ngày ta sẽ học cách bắt một đôi quạ. Ác là vẫn tiếp tục. Thôi được, bác cứ suy nghĩ đi. Nhưng nếu bác muốn kết bạn, thì bác hãy thề trước mặt trời sáng tỏ, trước mặt trăng dịu dàng, trước chúa rừng hùng vĩ. Cáo vừa há mồm để thề thì ác là đã bay vụt lên cây. Thế là cáo già mắc mưu ác là. Ngày hôm sau, con ác là triệu tập tất cả chim muông trong rừng tới và chúng thỏa thuận với nhau sẽ tiêu diệt cáo già ranh ma. Lúc cáo đang ngủ trên bờ hồ thì cả một đàn chim bay tới và xà xuống mổ cáo. Cáo bối rối hoảng hốt, lăn tòm xuống hồ và chìm xuống tận đáy. Cho đến nay cáo vẫn chưa ngoi lên được khỏi mặt nước. Sói xám già ngu ngốc nga ngày xưa có một người nông dân sống ở một làng quê cùng với một con chó khi còn trẻ chó ta giữ nhà rất siêng năng nhưng khi về già nó trở nên yếu quá không thể sủa được người nông dân thấy chó vô tích sự quyết định không dùng nó nữa một hôm ông buộc một đoạn dây thừng trồng vào cổ nó rồi dẫn vào rừng Ông ta định treo chó lên một cây dương thì bỗng trông thấy những giọt nước mắt đau buồn lã chả trên mặt nó. Cảm thấy tội con chó già, ông trói nó vào gốc cây rồi trở về nhà. Con chó đáng thương bị bỏ rơi lại giữa rừng sâu, cất tiếng than khóc, nguyên rủa cho số phận hẩm hiu của mình. Đột nhiên, sau bụi cây xuất hiện sói xám lớn. Nó trừng trừng nhìn chó, ngay tốt lành cho mày đấy, chó săn. Tao đợi mày đến thăm tao đã lâu rồi. Mày thường săn đuổi tao khỏi nhà mày, nhưng bây giờ mày lại ở trong tay tao. Tao có thể làm gì tao muốn. Bây giờ tao sẽ trả đũa cho mày. Anh muốn làm gì tôi vậy, anh sói xám? Có gì đâu, chỉ có nhai ngấu nghiến da, xương và tuốt lút cả máu thịt mày. Ôi, anh sói già ngốc nghếch ơi! Anh tồ quá Anh không biết anh đang làm gì ư Chắc rằng anh không tưởng tượng nổi Món thịt chó già xương sẩu Với lại khoái cảm Sau khi sơi một bữa thịt bò thơm ngon đâu Tại sao lại phải làm tình Làm tội hàm răng lung lay của mình Bằng thứ thịt già dai nhách như da của tôi Tôi sẽ bảo anh biết phải làm gì Hãy đi và mang đến đây cho tôi Nhiều thịt ngựa non Hãy vỗ béo tôi lên một chút Rồi anh muốn làm gì tôi thì xin tùy con sói nghe bùi tai làm theo lời chó nó đi một chốc và mang về nửa con ngựa cái tơ cho chó thịt cho mày đấy hãy tọng cho đẩy vào và chóng béo lên đi sói bỏ đi thẳng chó nhận thịt ăn hết hai ngày sau con sói ngu xuẩn trở lại nào người anh em bây giờ mày đã mập lên hay chưa nào tôi hơi nhỉnh hơn lên rồi đấy nếu anh mang cho tôi một con cừu thịt của tôi sẽ trở nên thơm phương phức sói lại đồng ý rời khu rừng đến cánh đồng phục trong lỗ trũng và đợi người chăn cừu cho bầy cừu đi ăn cỏ khi người chăn cừu đến cùng với bầy gia súc sói ta giấu mình sau bụi cây nhắm một chú cừu mập nhất trong đám túm gáy lôi về cho chó thịt cừu cho mày đây hãy lưu ý làm cho mày chóng mở màng, thơm tho lên đi. Chó bắt đầu mập mạp. Nó chén thịt cừu và cảm thấy gân cốt mạnh hơn. Chó sói trở lại, cất tiếng kẻ cả. Thế nào, người anh em? Giờ mày thấy trong người mày thế nào rồi? Tôi vẫn còn hơi gầy lút. Giá như anh mang cho tôi một con heo rừng, tôi sẽ béo như một con heo cho mà coi chó sói lại đi rình săn và mang heo rừng đến cho chó nhớ lấy đây là lần cuối cùng thôi nhé trong hai ngày nữa tao sẽ thanh toán mày tuyệt lắm chó nghĩ tao sẵn sàng đợi mày hai ngày sau sói già đến với con chó no nê béo tốt xáp mặt sói chó sủa in lên đồ chó săn thối thây sói xám tru lên mắng. Mày táo gan thế kia ư, dám sủa cả tao à? Sói nhảy chồm vào cấu xé chó, nhưng chó đã vận nội công hết cả sức lực. Nó đứng bằng hai chân sau và chào mừng sói thật nên hồn. Bay một mảng da, ái da, sói vùng ra ù té chạy tháo thân. Nó ngừng lại để thở, nhưng khi nghe tiếng chó vẫn tru tréo sau lưng, nó kinh hoàng vùng chạy. Cuối cùng, nó tới được một khu rừng, chui vào nằm trong một bụi cây, xe sẻ liếm những vết thương đau rát do chó tặng. Cứ cho là chó gian manh lừa mình như thế đi. Sói tự nhủ. Giờ có thằng nào vô phước vào tay tao thì đừng hòng thoát. Sói ngưng liếm vết thương rồi lẳng lặng đi tìm mồi. Trên một ngọn đồi, sói thoáng trông thấy một con dê đực. Nó chạy lên, láo táo, này dê tao sẽ chén thịt mày ồ không sói xám ngài không muốn làm hại răng mình vì thịt tôi chứ hãy xuống dưới chân đồi mở miệng rộng ra và tôi sẽ bay thẳng vào trong họng ngài ngài sẽ nuốt trọn đỡ phải nhai sói đứng dưới chân đồi ngoác mồm rộng ra chờ hấp con dê khôn ngoan từ trên đồi cao phóng xuống như một luồng gió nhảy vọt qua trán sói chuồn mất Sói choáng váng cảm thấy mặt mày xây sẫm. Nó ngơ ngác tự hỏi không biết mình đã ăn thịt dê hay chưa. Nó nghĩ quẩn nghĩ quanh mà nhức cả óc. Nếu mình chén thịt dê rồi thì bụng mình phải căng lên chứ. Còn dê khốn này lại bị mình rồi. Đồ đểu cán. Nhưng tao sẽ không bao giờ để cho cảnh này tái diễn nữa đâu. Lầm bầm thế xong, sói đi về phía làng nó gặp một con heo nái đang đốc thúc đàn con của mình chạy trên đường. Heo mẹ không thèm để mắt đến nó. Đồ heo! Sói hằng học. Mày láo! Cả gan vượt qua mặt tao hả? Tao sẽ xé xác mày và xơi luôn từng đứa con mẫm mỉm của mày. Anh thật đúng là đồ điên. Heo mẹ mỉa. Tại sao kia chứ? Tôi sẽ bảo tại làm sao. Hãy xét mình đi Anh sẽ ăn thịt những con heo con ra sao nào Chúng vừa mới đẻ còn bẩn thiểu Chúng phải được rửa ráy Anh sẽ làm cha đỡ đầu của chúng chứ Chúng ta sẽ rửa tội cho chúng Những đứa nhỏ dễ thương này Sói đồng ý ngay Chúng đi tới một cái cối xay nước lớn Heo mẹ bảo sói Hãy chạy sang đứng bên dưới bờ đập Nơi khô ráo ấy Cha đỡ đầu thân mến ạ à. Còn tôi, tôi sẽ đi nhúng rửa những chú heo con cho thật sạch sẽ, rồi trao dần cho anh từng đứa một. Sói vô cùng khoái, mừng rơn. Bây giờ tao sẽ sơi chúng ngón lành, tinh khiết. Chờ cho con lừa ngu ngốc ấy đi xuống dưới cầu. Heo mẹ dùng răng cắn vào khóa đập nước, nâng nó lên cho nước tràn vào. Nước ao ao cuốn phăng sói, nhấn chìm nghiễm sói theo dòng xoáy heo mẹ cùng những chú heo con an toàn trở về nhà, ăn uống no nê rồi rủ nhau đi ngủ trên đệm rơm êm ấm. Sói tỉnh ngộ, nhận ra heo mẹ lừa mình, ngoi ngóp trèo lên bờ, sọc vào rừng với cái bụng rỗng. Bị cơn kích động dày vò, sói lại mon men xuống làng và mừng cuốn lên khi phát hiện ra một cái xác súc vật bên cạnh dãy chuồng. Tốt lắm, nó nghĩ. Hãy đợi đến khi trời tối, ta sẽ đến kiếm bữa trên cái xác đó. Sói rùng mình nghĩ tới việc phải ăn cái xác thối kia. Biết làm sao được, chẳng lẽ cứ để cho bao tử thét gào. Trời nhá nhem, sói len lén đi đến chỗ dãy chuồng, vội vã sụt mỏm vào cái xác. Một người thợ săn đã rình nó từ lâu với khẩu súng lăm lăm, đạn đã lên nòng. Đoàn, một tiếng nổ chát chúa, sói lộn nhào xuống với một viên đạn ghim đúng đỉnh đầu. Đại bàng và chim sẻ Indonesia Ở khu rừng nọ có một con đại bàng hay huynh hoang hậm hỉnh. Gặp bất kỳ con chim nào, đại bàng cũng khoe khoang rằng nó là chúa tể của các loài chim, rằng nó khỏe nhất, bay cao nhất, kêu to nhất một hôm đại bàng tập hợp tất cả các loài chim lại và lên giọng thách thức hỡi các loài chim trong các ngươi có kẻ nào dám đỏ sức kêu to ăn nhiều bay cao cùng ta nào cả bầy chim sợ hãi nhìn nhau chẳng dám ho he một tiếng thấy thế đại bàng càng được thể ta bất chấp tất cả các ngươi đấy lúc ấy một chú sẻ con bèn lên tiếng bác đại bàng ơi thi ăn nhiều kêu to với bác thì chúng em chẳng dám rồi nhưng thi bay cao với bác thì em cũng thử một lần xem sao cả đại bàng lẫn các loài chim khác đều sửng sốt ngoảnh lại nhìn chim sẻ nhưng nó không hề nao núng cuộc thi bắt đầu đại bàng vỗ cánh bay lên khi đã cao hơn cả những ngọn cây cao nhất đại bàng liên gọi ê sẽ con chết rấp ở đâu rồi lúc ấy sẽ bay lên đầu đại bàng đáp em đây bác cứ yên tâm em không bỏ cuộc đâu đại bàng lại cố sức bay lên cao nữa khi cao hơn cả những đỉnh núi mù sương đại bàng lại cất tiếng gọi thế nào sẻ con vẫn theo ta được đấy chứ chim sẻ lại bay lên trả lời vâng em vẫn cố theo bác đây chừng bác mệt rồi sao mà bay chậm thế Đời nào? Đại bàng nói hỗn hển rồi bay ngược lên cao, cao mãi. Lần này đại bàng đã ở trên cả những đám mây trắng xóa. Nó tin là con sẽ con chẳng thể nào bay lên đến tầng cao này được. Đôi cánh mỏi rã rời, cổ và đầu nặng trĩu, đại bàng nói chẳng ra hơi. "Sẽ con đã chịu thua ta rồi chứ?" "Chưa đâu, em vẫn đang ở trên đầu bác đây mà." giọng sẻ con vẫn lanh lảnh. Đại bàng quyết không chịu thua chim sẻ, nó lấy hết sức tàn rướng lên cao nhưng không được nữa. Đại bàng tắt thở, từ trên trời cao nó rơi thẳng xuống vực thẳm như một hòn đá vậy. Khi ấy, sẻ con chỉ việc xòe cánh ra từ từ hạ xuống giữa các loài chim đang nóng lòng chờ tin cuộc đỏ sức. Cả bầy chim xúm lại tháng phục, chúc mừng sẻ con. Chúng không hiểu sẻ con có mưa mẹo gì mà thắng được đại bàng vốn bay cao nhường ấy. Chỉ có mỗi một con sẻ khác là trông thấy lúc cuộc thi bắt đầu sẻ con đã đậu ngay trên lưng đại bàng. Thì ra đại bàng đã mất công chở chim sẻ trên lưng mà không biết. Mỗi lần đại bàng cất tiếng hỏi sẻ con lại từ lưng đại bàng bay lên đáp lời thành thử nó chẳng mất chút sức nào. Bằng trí thông minh và lòng dũng cảm, sẽ con đã thắng con đại bàng kiêu ngạo và to lớn hơn nó gấp nghìn lần. Cáo con và chó rừng Trung Mỹ. Người da đỏ bộ lạc Na Hoa kể rằng ngày xưa có một con cáo và nó có một đứa con trai, chúng sống trong một hang sâu. Một hôm, khoảng gần sáng, cáo mẹ hỏi con trai: đến một lúc nào đó con sẽ đi một mình đi như thế rất nguy hiểm con chớ để lọt vào mặt một con thú tên là chó rừng nó giết chết và ăn thịt tất cả những con vật nào yếu hơn nó nó rất độc ác và có thể xé con ra từng mảnh con chó rừng ấy nó thế nào hả mẹ à nó khiếp lắm con ạ à. nó màu xám trông nó rất kinh tởm mõm to con chưa kịp trông thấy nó thì nó đã ăn thịt con rồi nó ăn thịt con nghĩa là sao nó sẽ gặm dần con và sẽ không bao giờ mẹ trông thấy con nữa hãy nghe lời mẹ hễ gặp chó rừng là con phải chạy cho xa vâng thưa mẹ bây giờ con đã biết con phải làm gì khi gặp chó rừng cáo con nói ngày mai mẹ cho con đi chơi nhé không con còn nhỏ, con chưa đi chơi một mình được. trời vừa rạng sáng, cáo con lại gặn hỏi mẹ. mẹ ơi, nếu con đi chơi một mình và nếu con gặp chó rừng, con phải làm thế nào ạ? À? con có phải chào nó không? dĩ nhiên là không, mẹ đã dặn con rồi mà. con phải ba chân bốn cẳng chạy thật xa nó. vâng, thưa mẹ cáo mẹ trở mình ngủ thiếp đi thế là cáo con lén ra khỏi hang đi chơi nó bước đi rất thận trọng luôn sợ hãi nhìn quanh nó giật nảy mình mỗi khi nghe tiếng sột soạt nó luôn có cảm giác chó rừng sắp xuất hiện nó tưởng như đã nghe thấy tiếng bước chân của chó rừng bỗng cáo trông thấy trên vách đá cao đầy bụi cây rậm rạp có chó rừng thật đó chính là con chó rừng mà mẹ nó vẫn kể cáo con ba chân bốn cẳng chạy về nhà tới nhà nó bảo mẹ mẹ ơi con trông thấy nó rồi cái con ấy gọi là con gì mẹ nhỉ cái con thú đó con thú nào cái con màu xám con sợ quá nên quên mất tên con đó là gì hay là chó rừng vâng đúng rồi chó rừng may mà nó không làm gì con nó không trông thấy con còn con con hiểu rằng đó chính là nó nên con chạy liền đã bao nhiêu lần mẹ nói với con rằng con còn nhỏ chưa đi chơi một mình được cơ mà cứ đi thế rồi sẽ có lần con không sống mà về đây được đâu mẹ ơi nhưng ở trong hang con buồn lắm nếu có ra ngoài con sẽ không đi xa con chỉ quanh quẩn bên cạnh hang thôi Hôm sau, cáo con lại đi chơi. Nó vừa đi vừa run bần bật sợ hãi, y hệt lần đầu. Nó lại có cảm giác như chó rừng sắp xuất hiện đến nơi. Lát sau, nó nghe tiếng đá rơi. Nó giật mình nhìn quanh và nó lại thấy con chó rừng đang ăn thịt nốt một con gà núi. Nó không trông thấy cáo con, mà nếu có trông thấy, nó cũng không động đến vì nó đã no. Cáo con không biết phải làm thế nào nó cứ đứng đờ ra nhìn chó rừng như bị thôi miên bốn chân nó như mọc rễ vào đất nhưng dần dần nỗi sợ hãi đi qua cáo con bình tĩnh lại nó thong thả tiến về phía chó rừng đến gần sát rồi nó hỏi chó rừng yêu quý cậu làm gì ở đây thế chó rừng ngoảnh lại cáo con rất thích chó rừng khi nó ở gần cáo con nghĩ. Giá bọn mình kết bạn với nhau thì tuyệt. Con chó rừng này rất dễ thương. Thế mà mẹ ta cứ bảo nó sẽ ăn thịt ta. Đâu phải thế. Tốt nhất là ta nói chuyện với nó. Cáo con tiến thêm một bước nữa và hỏi. Cậu sống thế nào, chó rừng yêu quý? Thế cậu sống ra sao, hả cáo con? Cậu len lỏi tới đây làm gì? tớ muốn nghỉ ngơi dưới bóng cây này bây giờ tớ mới thấy lẽ ra mẹ tớ chẳng nên nói về cậu tồi tệ như thế thế mẹ cậu nói những gì về tớ chó rừng hỏi mẹ tớ bảo cậu rất độc ác cậu sẽ xé tan xác tớ ra mẹ tớ dặn là không được đến gần cậu mẹ cậu hoàn toàn chẳng biết tớ gì cả tại sao bà ấy lại nói xấu như thế về tớ với những đứa trẻ như cậu tớ rất tốt bụng tớ có thể chứng minh lòng tốt của tớ cho cậu thấy nữa kia cậu có muốn đi săn cùng tớ không tớ không có súng cáo con nói tớ cho cậu mượn súng của tớ chó rừng hứa ta đi nhé cáo con bằng lòng và thế là chúng đi chúng đi đi mãi cáo con bảo chó rừng chúng ta bắn thử đi ừ cậu bắn đi chó rừng đáp súng đây này hay cậu làm bia cho tớ bắn xem có trúng không nhé cậu bắn vào cái gì cũng được chỉ có đừng bắn vào tớ tớ màu sáng mà nhắm bắn thì nhằm vào cái gì màu sẫm hay hơn cậu có nhìn thấy con ruồi ở đuôi con bò kia không? Cáo con chỉ ra đâu đó tí xa. Có. Chó rừng đáp, mặc dù nó chẳng nhìn thấy gì. Cậu chỉa súng vào con ruồi, ngắm kỹ rồi bắn đi. Cáo con dương súng bắn rồi kêu lên. Tớ bắn trúng chân ruồi rồi, chạy theo tớ, chó rừng. Rồi nó chạy, chó rừng chạy theo sau. Chúng chạy, chạy mãi. Cuối cùng chúng trông thấy con bò đang bình thản gặm cỏ trên bãi. Bác bò ơi, bác bò! Cáo con hỏi. Bác có thấy một con rùi đen to tướng ở đây không? Sao lại không? Bò đáp. Ta chẳng những trông thấy nó, mà còn nghe thấy tiếng nó kêu vang lên vì nó bị bắn vào chân nữa. Nghe thấy thế, chó rừng rất sợ nó nhìn cáo con với ánh mắt kỳ lạ và nói đưa tớ khẩu súng và chúng ta đi khỏi đây đi sao lại thế cáo con hỏi sao lại đi tốt nhất là chúng ta cứ ở lại đây ôi nhìn kìa có một con ruồi đậu trên người cậu cậu đứng yên để tớ bắn con ruồi ấy nhé cáo con giương súng lên ngắm nhưng chó rừng đã co cẳng chạy chạy được một quãng từ xa nó nói với lại người nó rung lên sợ hãi gượm đã đừng bắn vội tớ quên bản mất là tớ để ở nhà một miếng thịt to mà lại chưa đóng cửa chờ tớ ở đây nhé tớ quay lại ngay chó rừng chạy về nhà rồi khóa chặt cửa lại từ đó nó cố không quan hệ với cáo loài mèo triều tiên Chuyện này xảy ra đã lâu, từ thuở loài mèo còn chưa có trên trái đất. Bây giờ có một người thợ săn bằng cung nỏ. Anh ta ngủ và mơ thấy mình bị lạc đến Seoul, đúng vào ngày hội các tay cung, và anh ta được đích thân hoàng đế ban cho bằng khen và danh hiệu đi Sandari. Mặc dù anh ta bắn cung cũng đã rất giỏi, nhưng bao giờ cũng hồi hộp sợ bắn trượt. Bây giờ những người thông thái khuyên anh ta trước khi đi Seoul hãy đến gặp nhà tiên tri anh thợ săn đã làm theo như vậy nhà tiên tri đoán sau khi nhận được một nghìn đồng lan đã bảo anh thợ săn đừng có để đàn bà đi qua ngang đường trước mặt anh nếu như một người đàn bà nào đó vẫn cứ đi ngang qua thì phải hôn cho được người ấy anh thợ săn còn muốn hỏi nhà tiên tri chuyện khác nữa nhưng anh ta không đủ tiền trả cho câu hỏi ấy vì thế tạm hài lòng với một lời giải, anh ta ra đi đến Seoul. Còn cách Seoul độ ba dặm nữa, anh thợ săn gặp một người, cô gái cực kỳ xinh đẹp. Nàng nhanh nhẹn, thanh tú, có cặp mắt xanh biếc, cái nhìn của cặp mắt ấy làm anh thợ săn không ghiềm nổi. Cô gái đi ngang đường anh thợ săn, nên nghe theo lời nhà tiên tri, anh thợ săn đi theo nàng để hôn nàng có cảm giác nàng cũng đi thư thả như anh thợ săn tuy vậy đi mãi cho đến tận chiều tối anh thợ săn vẫn không đuổi kịp cô gái cho đến lúc nàng đi vào một ngôi nhà nhỏ khi đó anh thợ săn đi theo vào nhà ở đó cha mẹ cô gái đang có mặt anh thợ săn chào hỏi họ và giải thích tại sao anh lại đến đây nếu như nhà tiên tri đã nói như vậy thì phải làm như vậy khi cô gái ra mắt anh thợ săn liền hôn nàng giờ tối rồi nên chúng tôi mời anh nghỉ lại ông bố nói cháu xin sẵn sàng ở lại đây suốt đời cũng được bởi vì cháu đã yêu mến con gái hai bác và muốn được lấy cô ấy làm vợ xin mời con lấy đi ông bố nói đến đêm mọi người đi ngủ Nửa đêm anh thợ săn tỉnh giấc thì thấy bên cạnh anh một con hổ cái to, còn xa hơn một chút là hai con hổ lớn. Sợ hãi, anh thợ săn nhắm mắt lại. Nhưng khi mở mắt ra thì bên cạnh anh vẫn là người vợ trẻ, còn xa hơn là ông bố và mẹ vợ. Anh thợ săn cho là mình tưởng tượng ra mọi chuyện nên yên lòng ngủ thiếp đi. Sáng ra, khi anh thợ săn lên đường đi Seoul để thi bắn, cô vợ anh bảo, hôm nay anh sẽ giành thắng lớn anh sẽ bắn trúng tất cả các đích nhưng như vậy còn ít ngày hôm nay anh sẽ đời đời lừng lẫy danh tiếng chừng nào loài người còn sống trên thế gian anh hãy nhớ kỹ khi anh bắn trúng đích cuối cùng trên đường cái sẽ xuất hiện ba người cưỡi ba con la hai người cưỡi trên hai con la trắng còn người thứ ba cưỡi con la khoang cầm quạt lông màu xanh hễ thấy là anh phải lập tức bắn họ Sao? Bắn vào người ư? Cô vợ lắc đầu. Đó không phải là người, đó là người hoang dã. Nếu anh không giết chết họ, họ sẽ ăn thịt tất cả mọi người. Khi giết được họ, anh hãy rạch ngực người cưỡi, con la khoan. Trong ngực, anh sẽ tìm thấy hai con thú con. Không bao giờ anh được xa rời chúng. Anh coi chúng như con anh nếu như là con anh cũng là con em. Phải, tất nhiên, xin từ giả anh, người chồng yêu quý của em. Nhưng vì sao mà em chia tay với anh buồn bã như vậy? Anh sẽ trở về ngay thôi mà. Em buồn vì một phút chia ly với anh cũng là vĩnh cửu. Cô vợ nói như thế nào, mọi chuyện xảy ra đúng như thế. Anh thợ săn bắn trúng tất cả mọi đích nhắm, rồi khi bắn mũi tên cuối cùng đi, thì trên đường cái xuất hiện ba người cưỡi la. Hai người cưỡi la trắng, còn người thứ ba cưỡi la khoan. Anh thợ săn nâng cung phóng đi ba mũi tên. Mỗi mũi tên cắm phập vào tim một lữ khách. Hắn làm gì thế kia? Hắn bắn vào người ư? Xin các vị hãy đến xem đấy là những người như thế nào anh thợ săn nói và đi cùng với mọi người tới nơi các lữ khách ngã xuống nhưng thật là kinh ngạc cho tất cả mọi người khi thay vì các lữ hành họ nhìn thấy ba con hổ hai con hổ già to lớn một hổ đực một hổ cái và một con hổ cái con non thật may mắn anh ấy đã giết chết chúng nếu không chúng ta có thể làm mồi cho chúng rồi trong lúc mọi người còn đang bàn tán, anh thợ săn nhanh nhẹn rạch ngực con hổ cái còn non trẻ và lôi từ trong đó ra hai con thú con xinh xẻo, giấu ngay chúng vào ngực áo. Ngày hôm đó, anh thợ săn nhận được danh hiệu đi Sandari và chức tổng đốc. Nhưng anh đã uổng công đi tìm lại người vợ trẻ. Anh ta không bao giờ còn gặp lại cô, cả cha mẹ cô, cả nếp nhà nhỏ thậm chí cả cái nơi mà khi ấy có căn nhà. Một năm trôi qua, hai con thú nhỏ lớn lên một chút thì chiến tranh nổ ra, cuộc chiến tranh tan thương đối với đất nước Triều Tiên. Khi đó hoàng đế cử anh thợ săn, tổng đốc làm thống soái quân đội. Nhưng thần chẳng biết gì công việc binh cơ. Nhưng Khanh là người hạnh phúc. Khanh cứ đi và phải chiến thắng. Bằng không sẽ mất đầu cha ơi cha đừng lo hai con thú nhỏ nói cha sẽ chiến thắng quân đội hai bên quân địch và quân triều tiên đã gặp nhau trên hai bờ sông amnoka đêm đó trước khi bước vào trận chiến hai con thú nhỏ đã chạy khắp đồng ruộng và rừng núi tập hợp đủ các loài chuột các ngươi hãy đi sang trại quân địch gặm đứt hết dây cung nỏ ăn hết lương quân cắn nát hết giày dép quân đội mà không vũ khí không lương ăn và giày đi không còn là quân đội nữa mà là đám ăn mày thế là anh thợ săn tổng đốc ngày hôm sau đã bắt hết chúng làm tù binh cuộc chiến tranh như thế là kết thúc và ngài tổng đốc trở thành quen đại thần thượng thư còn về hai con thú nhỏ thì từ đó sinh con đẻ cháu ngày nay đâu đâu cũng gặp chúng người ta gọi chúng là mèo Mặc dù mèo ngày nay không biết nói, nhưng nhớ nguồn gốc của chúng, cho đến ngày nay, người ta vẫn coi chúng là loài vật thiêng liêng và ghi nhớ nguồn gốc của chúng và công trạng chúng giúp ta thắng giặc. Mọi người kính trọng và kiên nể chúng.